Thông tin từ tỉnh Bắc Giang cho biết, một vụ nổ đã xảy ra trên địa bàn thành phố Bắc Giang vào chiều ngày 27 tháng 6 làm hai nạn nhân tử vong, nghi do nổ bình khí oxy trong quá trình sang chiết. Cập nhật thông tin đến sáng 28 tháng 6 từ cơ quan chức năng cho biết, vụ nổ này xảy ra tại một cơ sở sang chiết oxy của công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp và vận tải Bắc Giang, có trụ sở tại thôn Đồng Quang, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. Thông tin từ ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Sơn cho biết, hiện nay, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thiệt hại của vụ nổ. Thông tin bước đầu cho biết, hai người tử vong là ông Nguyễn Ngọc Tê, sinh năm 1963, trú tại phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, và anh Hoàng Văn Hát, sinh năm 2000, trú tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Cả hai nạn nhân đều là người lao động làm thuê cho cơ sở sang chiết oxy này.